không đồng nhất. Vâng, mời Bùi Tùng. Xin chào Dương Vi và tất cả các anh em trên diễn đàn. Mấy nay thì mình cũng nghe một số vấn đề về Miến Điện, thì cũng xin trao đổi với các bạn một số ý kiến. Thì theo mình như thế này, cái tụi chống cộng cực đoan nó cứ bảo là bây giờ phải thay đổi thể chế, mình thấy nghe ở đâu nó cũng bị bảo thể chế. Nhưng mình xin thưa các bạn nha, bây giờ cứ cứ coi như cái thể chế giống như là một cái gia đình nhỏ đi, mình đang ở có cha có mẹ đi, mình nói ví dụ như vậy. Bây giờ nếu như mà cha mình chết, cái mình bỗng dưng có một cái ông dượng nào, ông dượng kế nào ông về ông ở với mình, thì thử hỏi các bạn, trong bản thân các bạn sống, các bạn cảm thấy thoải mái không? Tôi chỉ nói một vấn đề vậy thôi. Một cái gia đình nhỏ bây giờ có một cái người lạ lạ nào, tự nhiên nào ông nói ông dượng, ông vợ, ông chồng mới của mẹ mình vào cái ôm ấp mẹ mình trước mặt bao nhiêu người, mình cảm thấy là mình cảm thấy không không vui đó. Trước mắt là không vui, tức là mình có thể chấp nhận ổng, nhưng mà cái thời gian chấp nhận còn lâu lắm, còn khuya lắm. Đó các bạn như vậy. Còn về cái thể chế của một quốc gia, mà nói với tất cả các bạn biết, từ cái rừng rọt về chính trị, về văn hóa, về xã hội, người ta là một cái hệ thống mà nó có cái sự liên kết với nhau từ trên xuống dưới. Mà các bạn nói bây giờ thôi bỏ đi, dẹp hết những cái người đi thay người khác, các bạn nói chuyện thật sự là mấy anh chống cộng nói chuyện rất xàm ở chỗ đó. Nguyên một cái hệ thống chính trị từ trên xuống dưới, nó có bao nhiêu ngạch, bao nhiêu ngành, rồi cái ngạch này nó có bao nhiêu con người làm cái vai trò gì, đóng góp trong xã hội, là nó có như một cái bộ máy. Mà bây giờ anh bảo lật hết đi, bao nhiêu người lật hết, bỏ hết đi, đưa người khác vô. Rồi xin thưa bây giờ nếu bây giờ chấp nhận cho những cái anh dân chủ đó vô đó, mà tôi không hiểu bây giờ nha, bây giờ cho cái anh giống như anh Lê Chí Thành, bây giờ vợ con ở nhà thì bỏ vợ bỏ con, mà bây giờ đi đòi dạy người ta là phải dạy dân chủ là sao? Bây giờ cái dân chủ quan trọng nhất là anh có vợ có con, ly dị, lo cho con được nhiều, lo cho người thân, lo cho cha mẹ anh lo được bao nhiêu chưa, mà anh cứ đòi là giảng đạo chính trị hay là đòi người ta dân chủ. Ở nhà anh đã không có dân chủ với cha với mẹ anh, với vợ con anh, mà anh đi dạy đòi dạy chúng tôi thấy nó rất xàm. Dương Huy có thấy mình ý kiến mình không, rất xàm chuyện đó luôn. Chính xác. Bây giờ muốn dạy cho người ta đạo làm người, muốn khai trí cho người ta, bản thân với gia đình của anh quản lý cho nó đẹp xíu đi. Như cái ông gì mà cũng hay lên cái ảnh mà hay chụp chung với ông Trump ấy, nghe nói thì cũng lên mỗi lần live stream thì ăn mặc cũng lôi thôi lết hết, rồi chuyện nhà chuyện cửa cũng không xong. Bây giờ cứ đi giảng đạo về chính trị, về nhân quyền, không ra đâu hết. Còn cái vấn đề về Miến Điện thì mình cũng xin trao đổi với các anh em. Bây giờ Dương Vi có chú ý một cái điểm này không? Trước khi cái chuyện mà cái chính quyền của quân đội lật đổ bà Sim Kyu ấy, thì chúng ta thấy là những cái công ty mà do quân đội người ta quản lý, dân chúng của người Miến Điện người ta vẫn vào làm việc bình thường. Và lúc đó tại sao mấy anh không đi biểu tình đi? Cái lúc mà mấy anh đang ăn chén cơm của giới quân đội đó, cái công ty của giới quân đội á, thì tại sao anh không lật? Tại sao cái lúc đó đó anh không nói là vì nhân quyền, vì nhân chủ gì đó, cái anh lật đi, cái anh không tuyên bố đeo băng rôn ra ngoài được, cái anh đình công đi. Nhưng mà tại sao là đến khi là cái đảng của bà kia có chuyện thì mấy anh dám lên? Nếu như thực sự là quân đội mấy anh nói là 60 mấy năm cai trị độc tài thì sao thời điểm đó cái anh không lên? Cái anh làm như vậy là cái anh đốt phá những công ty xí nghiệp, mà giống như cái anh đang đá luôn cả cái chén cơm của mấy anh đang ăn hàng ngày, chẳng có cái gì khác. Cái anh thực sự ngu xuẩn quá thật. Dân Miến Điện mình nói là một trong những cái nguyên nhân mà cách mạng Mào xảy ra, với các bạn có thể nghĩ với mình không? Nguyên nhân là do cái học thức kém, nhất là cái học thức về chính trị, cái ý thức về chính trị kém. Cứ hễ ai đăng tin lên mạng rồi cứ bất cứ cái chuyện gì cứ đăng lên Facebook hay tham gì nghe, đúng chuyện này hay, ví dụ như lên trên mạng nói cái công an ở bên Nam Sài Gòn là bậy bạ, công an chỗ đó là có những vấn đề thế này thế kia, đúng, bây giờ công nhận đi là có những cái chuyện ABCD đó. Nhưng mà các bạn cũng phải công nhận một điều là đất nước nào nó cũng có những cái vấn đề như vậy, những cái chuyện nổi cộm như vậy, nếu kể cả nước Mỹ mà có những cái chuyện mà xào lào xáo, có người dân còn phải là chết rét, mà các bạn cứ đòi Việt Nam là phải 100% người dân là phải cơm no áo ấm. Các bạn không có cái góc nhìn. Chính những người Miến Điện là họ không có được cái truyền thông tốt, họ không có được như chúng ta có những cái kênh phản biện, như các anh em mình đưa ra những cái clip, rồi đưa ra những cái đoạn băng ghi hình của những cái nước trên thế giới, những cái đất nước, những cái hoàn cảnh, để chúng ta nhận thấy được nước kia nó cũng có những chuyện đó, rồi nước này như thế nào, nước này sướng hay nước này dở, hay là nước này còn nghèo đói, nước này còn khó khăn. Khi mà mình có một cái nhận thức đúng, khi mà mình có được một cái cơ sở nhân sinh được đúng, thì mình nhìn nhận cái gì nó cũng dễ.
nhìn cái gì nó cũng thấu, Đúng nhìn rồi. cái gì nó cũng nhanh. Còn bây giờ mình cứ ru rú, như mình thấy ở Miến Điện ấy, cứ ru rú vô mấy cái BBC coi, rồi ru rú vô ba cái kênh của mấy thằng phản động, ngồi chút vô coi đầu nó mù lòa mà coi có một góc không mà. À, Bùi Tùng còn nhớ trước cái lúc xảy ra cái vụ biểu tình bạo loạn lật đổ ấy, thì là người ta lại bơm cái truyền thông ở phương Tây ấy, với cái đảng tất cả đối lập nó muốn chống phá nhau ấy, nó lại bơm một cái điều rằng mà là đấy, quân đội Trung Quốc là quân đội Miến Điện này, Myanmar này này, sau khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc sang làm việc với quân đội với chính phủ mới lật đổ bà này, bây giờ quân đội của Myanmar đã nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc rồi, từ đó nó bùng phát lên đốt phá nhà máy xí nghiệp máy móc của Trung Quốc, trước là 31 nhà máy mất khoảng 36 triệu đô, 37 triệu đô, rồi lan sang đốt nhà máy xí nghiệp của Nhật Bản, Đài Loan nó phải treo cờ của Đài Loan luôn đó, rất là nguy hiểm. Mình Cũng từ truyền thông ấy, Việt Nam mình cũng từng từng bị như vậy, từng bị như vậy năm 2014 cái vụ giàn khoan Hải Dương 951, và năm 2018 tháng 6 2018 đợt họp của Quốc hội là luật đặc khu với luật an ninh mạng, là bọn nó cũng dùng cái chiêu bài này kích động, nhưng mà đáng tiếc là nhân dân Việt Nam là nó không không như Miến Điện, hầu như là người ta nhận thức đúng đắn hết, chỉ có một số bộ phận rất nhỏ nó bị những kẻ khác lợi dụng, thứ nhất là vì hãm danh hãm lợi vì tiền, cái thứ hai thiếu nhận thức, thiếu hiểu biết, thiếu tiếp cận thông tin, là hai cái vấn đề đấy nó mới xảy ra trong cái hai ba cái đợt đấy thôi. Mời Bùi Tùng. thì mình cũng nghĩ như vậy, tức là Việt Nam chúng ta đã bước qua cái ngày, những cái ngày tháng đó rồi, chúng ta đã có kinh nghiệm, người dân đã bắt đầu sáng ra. Còn Miến Điện thì nó khơ sai từ khi mà bà Sinh Ki Ui lên, cũng có bạo động nhưng ít lắm, và cũng không có cảm giác của những cái biến động, những cái chuyển động nhỏ trong đời sống chính trị là dân Miến Điện hầu như họ không biết. Còn Việt Nam mình là từ cái vụ ở ở ở ở Bình Thuận rồi rồi những cái vụ giàn khoan 981, là người ta bắt đầu càng ngày người ta càng nhận ra là à, biểu tình là cái mục đích gì, biểu tình là từ đâu mà ra, và cái biểu tình nó sẽ có hệ quả gì, những cái điều gì từ trong cuộc biểu tình là người ta đã nhận nhận diện hết rồi. À, thì mình cũng cũng xin qua đây là các bạn cũng nên truyền thông tốt cho tất cả những cái người thân trong gia đình mình, hay là những cái anh em bạn bè, những cái ai mà đọc những cái thông tin từ những cái nguồn mà không chính thống hay là không chính xác, chúng ta nên thay đổi, chúng ta nên kiếm thêm những cái thông tin xem như thế nào. Đấy. Còn mà về cái giá trị dân chủ nhân quyền thì thật sự mà nói là hả, phải phải nói thật sự là Mỹ bây giờ nó khôn thật, tức là một cái bài mà nó chống Trung Quốc ấy, nó vu vạ, nó nói cái chuyện là virus là từ Trung Quốc, bây giờ nó gài độ Trung Quốc, tức là tất cả những cái thể chế chính trị nào, Dương Vi thấy tất cả những cái chính phủ nào mà có quan hệ với Trung Quốc ấy, là đều như sẽ có cái nguy cơ bị lật đổ, tức là nó sẽ vu vạ rằng là à, cái chính phủ đó nó chơi với người Trung Quốc, mà Trung Quốc là nó tạo ra con virus, cho nên là những chính phủ nào mà đi theo Trung Quốc là chính phủ độc tài. À, thì đã nó gài cái độ này, cho nên là bây giờ dân chúng cứ thấy cái chính phủ nào mà có, chỉ cần có bóng dáng của thằng Trung Quốc nó chui vô đại sứ quán là nói à, mày là tay sai tàu cộng, mày là của thằng Trung Quốc, cho nên tao phải triệt mày, tao phải lật mày. Thì cái chiêu bài của Mỹ và châu Âu là nó phục vụ với cái mục đích như vậy, nhưng mà thật ra mà nó tất cả là vì cái lợi ích của tụi dân chủ phương Tây thôi, chứ có lợi ích gì cho nhân dân Miến Điện đâu. Đấy. Bà Sơn Ki Ui bao nhiêu năm bả lên bả dẫn dắt đất nước cũng chả đi về đâu, những cái tình trạng mà phe phái vây cánh rồi gì, còn đàn áp những cái người người dân tộc thiểu số nó xảy ra thường xuyên, cũng đâu có giảm bớt được điều gì. Còn Mỹ như như Dương Vy cũng thấy thế này nè, là khi mà bà Sun Kyi Ui trong 6 6 7 năm bả cầm quyền thì Mỹ nó cũng đâu có đầu tư bao nhiêu đâu, nó nói nó hứa là tao sẽ đầu tư cho mày, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ có không phách mấy, rồi cái 5 phách mấy%. Còn toàn bộ cái nền kinh tế Miến Điện bây giờ hầu như cũng cũng phần lớn là do Trung Quốc nó điều hành, chứ bây giờ Mỹ nó có đầu tư bao nhiêu đâu, nó cứ giả bộ nó nói như vậy nó dụ cho lật đổ chính quyền thôi, chứ nó có đầu tư bao nhiêu đâu. Cho nên là những cái miếng bả chuột này bây giờ nói thật, chỉ có những người mà thiếu hiểu biết lắm thì mới mới tin vào. Bùi Tùng với các anh chị em không để ý một cái chi tiết, trước lúc mình đại hội đảng ấy, thì chính Mỹ cũng giật dây cho những đảng đối lập ở bên Campuchia bị lật đổ cái chính quyền đấy, xong là vừa rồi mới xử có nhiều người, có người bị tù đến 21 năm đến 27 năm, người nhẹ 3 năm
chính kiến cấm không được tham gia chính trị đấy, là chơi Campuchia, mà Campuchia do cái đảng cầm quyền bây giờ nó làm khá là cứng, nên là cái chiêu bài đấy không thực hiện được đối với Campuchia, nó quay sang nó chơi miễn nhiệm. Thì mục đích của Mỹ ấy, nó muốn làm cho cái nền kinh tế ở khu vực Trung Nam Á này xáo trộn, và nó sẽ đem cái tầm ảnh hưởng nó đến khu vực Đông Nam Á đấy, và gạt bỏ cái vai trò của Trung Quốc, đồng thời kìm hãm sự phát triển kinh tế và chính trị của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á. Thì mình cũng có một cảm giác như vậy. Hồi xưa như các anh các chị cũng thấy là Mỹ dựa vào Trung Quốc, tức là Mỹ cũng bơm tiền rồi tạo điều kiện cho Trung Quốc phát triển này nọ nhằm hạ Liên Xô, nhằm hạ Liên Xô sụp đổ. Thì các bạn thấy bây giờ Mỹ nó cũng đang diễn lại cái bài này, có nghĩa là nó giả bộ như nó bơm cơm cho Việt Nam, nó giúp cho Việt Nam để nó dùng một cái thằng cộng sản, để nó đập một cái thằng cộng sản khác. Thì cái mưu đồ này theo mình nghĩ nó đang muốn diễn lại 2.0, nhưng mà các bạn cũng thấy là nó cũng hơi e ngại. Nó e ngại là vậy nè. Bây giờ nếu mà ủng hộ Việt Nam đập Trung Quốc thành công, rồi có khi Việt Nam có khi lớn mạnh như Trung Quốc hay không? Cái vấn đề là Việt Nam có khi nào lớn mạnh như Trung Quốc đã từng hay không? Cái đó là cái nó sợ nhất. Chứ thật ra là nó vẫn dùng cái chiêu đó, có nghĩa là nó muốn tựa một thằng cộng sản để đập thằng cộng sản kia. Chứ chẳng có hay ho gì hết các bạn ơi. Và mình nói thật với các bạn á, là nếu như thật sự có một ngày nào, có một ngày nào mà Việt Nam chúng ta lớn mạnh vươn mình mà như là các nước trong châu lục, thì mình nghĩ á, Mỹ nó cũng không tha đâu. Với cái địa vị độc tài bá quyền của nó cũng không tha đâu. Bây giờ các doanh nghiệp của Trung Quốc bị bóp mũi ở Mỹ, thì nếu như một ngày nào đó mà các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta lớn mạnh ở Mỹ, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ là đối tượng của nó, không khác được. Cũng vậy à, cũng vậy, cũng khác thôi. Cho nên các anh nào mà nói là cứ tiếp tục chúng ta đi ủng hộ Mỹ đi, rồi lật đổ cộng sản đi, nhằm những chuyện ABC, mình nói các bạn nhầm hết rồi, tất cả chỉ là cái bánh vẽ thôi. Từ từ rồi nó nuốt, nó thật chứ nó nuốt cả hai thằng luôn. Bây giờ đầu tiên là nuốt Trung Quốc trước cái đã, đánh cho Trung Quốc mà bớt cái sức mạnh đi cái đã. Nhưng mà có điều kiện thuận lợi là nó sẽ gom hai thằng luôn. Bởi vì vì sao? Vì các bạn thấy là cái hai cái nước cộng sản này hiện giờ là nó gây cái ảnh hưởng sức ép cho Mỹ rất là nhiều. Dương Vy có thấy không? Ngay cả Việt Nam mình tuy là một nước cộng sản nhỏ thôi, không có lớn, không có phải là địa vị lớn, nhưng mà những cái thành tựu của chúng ta, rất nhiều nước tư bản nó đang ghen ghét. Rất nhiều nước tư bản đang ghen ghét. Như Singapore là nó cũng nói, là nó nói tại sao bữa trước, nó nói tại sao Việt Nam mình xâm lược nước này nước kia Campuchia rồi. Đó là cái nguyên nhân là nó đang ganh ghét với lại những cái tiến bộ phát triển của một nước mà mang dòng máu cộng sản. Tại vì tụi nó cứ nghĩ là cộng sản là tàn ác, cộng sản là tàn bạo, nhưng mà khi mà cộng sản bắt đầu phát triển vững mạnh thì nó ghen ghét, nó đâm ra ghen ghét, và khi nó ghen ghét thì nó bắt đầu nó hội quân, nó kéo bầy kéo lũ kéo đạn ra, rồi nó hùa vô để nó trà đạp cộng sản. Như các bạn cũng thấy là cái vụ mà mới đây là mấy công dân Philippines rồi công dân Thái Lan vô nó rủa Việt Nam mình, nó nói là Việt Nam mình là độc tài này nọ, không có ủng hộ nó, rồi hay là khóa mỏm Liên Hiệp Quốc, không cho Liên Hiệp Quốc ủng hộ Miến Điện đó. Tất cả những chiêu bài đó là đều cái sự ghen ghét ganh tị mà ra. Thấy Việt Nam mình bắt đầu lên cơ rồi, phát triển kinh tế lớn mạnh rồi, thì bắt đầu là muốn chặn đường, muốn hành ngang. Mà tụi nó tức ở chỗ là như thế này, tụi nó tức ở chỗ là định nghĩa cộng sản là tàn ác, cộng sản là độc tài, mà tại sao cộng sản đây phát triển? Cái khó của tụi nó là như vậy. Tụi nó cứ đè bao nhiêu năm, suốt 50 năm ra rã ở ngoài, ở Liên Xô hay những cái nước xã chủ nghĩa cũng bị nữa. Cộng sản chính quyền tụi mày là độc tài, là tàn ác với dân, cái ABC này nọ. Mà đến nỗi nó dùng cái truyền thông, đến nỗi tới thời điểm này mà vẫn còn người bị. Dương Vy có thấy là cái đó nguy hiểm như thế nào? Suốt 50 năm trời luôn, từ cái thời chiến tranh lạnh tới tận bây giờ, vẫn có người cứ nghĩ là tư bản thế này thế kia, còn cộng sản là độc tài. Nhưng mà mình nghĩ thôi nha, sớm muộn gì thì cái bản chất, cái thật sự của một cái chế độ hay của một nhà nước nó cũng sẽ lộ dần đó. Mình không có che giấu được, tại vì một con sói mà lông đen hay là tim đen thì có mặc cái áo đỏ mà áo hồng gì thì hồi nó cũng lòi đó, mình nghĩ là nó cũng lòi thôi. Còn con thỏ vốn dĩ nó là con thỏ thì bây giờ có mặc cái áo đen thì một cái bộ lông trắng nó cũng dần nó cũng lòi thôi. Thì mình nghĩ dần dần cái thể chế này của mình sẽ nhiều người dân người ta sẽ biết, người ta sẽ hiểu và người ta sẽ đồng hành. Mình nghĩ là sẽ đồng hành với đất nước. Trong người dân ở trong nước để đồng hành đó. Ở đây đó, Dương Vy còn khẳng định rằng đó, nhiều quốc gia ở trên thế giới người ta còn muốn và muốn đồng hành, muốn học tập Việt Nam đi theo cái con đường xã hội chủ nghĩa, đi theo con đường cộng sản. Nhưng mà nó phải từ từ chuyển hóa, từ từ chế độ tư bản lên chủ nghĩa xã hội,
xã hội chủ nghĩa đi theo cái con đường đấy, nó sẽ phải qua mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm thì nó mới đạt được cái mục tiêu đó. Bởi vì sao? Cái Marx Lenin đã khẳng định rằng á, cái chủ nghĩa tư bản á, nó phát triển thấp kém và nó không được ưu việt, nó còn đi sau cái chủ nghĩa xã hội hàng triệu lần. Đấy, nó không tốt đẹp, bản chất nó là bóc lột. Đấy, mục đích của ấy là lấy người giàu phục vụ cho cái chế độ và chế độ phục vụ ngược lại cho người giàu, người nghèo và nhân dân không được. Đó là cái bản chất của chủ nghĩa tư bản là vậy. Dương Vy cũng thấy đó, Dương Vy cũng thấy một cái điều là thế này, là từ từ mọi chuyện nó cũng sẽ lộ dần thôi. Như cái vụ mà ở cái bang này của Mỹ, như Texas hay Mỹ đó, à, bây giờ lòi ra là hóa đơn tiền điện mấy chục ngàn đô, trời đất ơi, dịch bệnh đã không có tiền rồi, bây giờ hóa đơn tiền điện chồng cả đóng lên, bây giờ tôi nói thiệt, bây giờ đóng bà nó cái hòm chôn tôi luôn đi, bây giờ chứ thực sự trả nợ cực lắm, bây giờ trả có tiền đâu mà trả, thôi siết bại nhà cho cái hòm cho tôi nằm xuống tôi chết luôn còn nghe sướng hơn. Dân Mỹ bây giờ vậy. Rồi thấy cái cảnh mà cái cụ già ngồi trên chiếc xe lăn mà đầy tuyết, người đầy tuyết mà ổng chết gục đó. Mà không biết là ổng chết gục đó là có ai chôn xác ổng không, hay là để cái chiếc xe lăn để đầy tuyết ngoài trời. Cái xã hội nó nhân đạo như vậy. Ghê gớm mà như vậy. Rồi mấy hồi hôm nay thì hết 7-8 người phụ nữ gốc Á bị cái anh thanh niên nào bắn chết. Đó các bạn thấy đó. Bây giờ là tụi nó bên đó tụi nó chỉ nói là giờ cứ đi đâu mà thấy cái dân mà châu Á đó, tụi bay cứ cầm súng tụi bay bắn đi. Đừng có sợ gì hết, cứ thấy dân châu Á cầm súng bắn thì tụi nó là chứa corona. Đó. Bây giờ nó kỳ thị đến như vậy, không cần biết là nguồn gốc con virus, không cần biết là cái người đó là ai, chỉ cần biết là dân châu Á mắt vàng gì đó, da vàng, mắt đen gì đó, là tóc đen gì đó, là bắt đầu chỉa súng bắn. Rồi các bạn thấy đó là dân chủ, nhân quyền, tôn trọng quyền con người đó. Người ta cũng là một màu da, người ta cũng là một cái cá thể, mà tại sao vì anh có quyền tước đoạt cái mạng sống của người ta mà anh lại đi rao giảng khắp nơi thế giới là anh là nhân quyền, dân chủ và số 1 thế thiên hạ, mà trong khi cái nước của anh đó anh đối xử với người ta như vậy. Thì các bạn thấy là từ từ cái bộ mặt của một cái con sói ấy, mình nghĩ rằng cũng từ từ nó lột ra, từ từ rồi người ta sẽ thấy dần dần. Cho nên không biết là Dương Vy nghĩ như thế nào nha, nhưng mà mình á, riêng mình có cảm giác là mình thích cái con corona ở chỗ thế này nè. Mình thích ở chỗ là nhờ cái con corona mà ta nhìn cái xã hội một cách rộng hơn, sâu hơn. Có những cái vấn đề xã hội mà khi mà con corona chưa xuất hiện ta không thấy, ta không hề thấy luôn. Ví dụ như cái chuyện mà ở Hàn Quốc là khi mà những người bệnh corona về làng á, thì bị những người Hàn Quốc người ta chặn xe lại, người ta không cho vào nhà, không cho vào làng. Cái cảnh đó không hề thấy trước corona, không ai biết cái chuyện đó trước corona. Nhưng khi con corona xuất hiện thì tất cả những mâu thuẫn xã hội, tất cả những vấn đề xã hội, tất cả những cái mâu thuẫn của một quốc gia, những cái vấn đề tồn động quốc gia thì nó lồi đó. Nó lồi ra rừng, nó rõ ban ngày và vạch trần hết cái bộ mặt của các quốc gia mà nói là tư bản thế này rồi phát triển thế kia, nó lộ dần hết. Còn Việt Nam mình nó thấy đó là bây giờ là vào cách ly đóng tiền mỗi ngày hình như là 80k 100k vậy đó. Ô mà chú ơi, 800k 80.000 100k thì chắc mình nếu mà mình mà có bị corona thì mình vô mình thăm thú một tuần cũng được. Tạm đi 800 hay là 1.6 gì cũng được. Vô đó ăn mà Dương Vy biết là trong đó nhưng cũng ngon lắm á. Nói là nhờ có dịch corona ấy, thì mới cho cái đám dân chủ và những người đang mục mình ưa cái chế độ dân chủ, bỏ cái chế độ xã hội chủ nghĩa, thấy là cái bản chất của nhà nước tư bản nó khống chế dịch bệnh, nó phát triển kinh tế và nó đối xử với người dân như thế nào. Thì cái đấy mọi người thấy rồi. Và cái thứ hai ấy, nhờ vào cái cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ năm 2021 bước sang 21 thì mới biết là cái chế độ tư bản nó ưu việt hay là nó hạ đẳng như thế nào. Phải nói là như vậy, khẳng định luôn là quá hạ đẳng, quá thấp kém, gọi hết cả xã hội lên. Và cái câu chuyện có hai cái thì cho cả thế giới biết. Một cái câu chuyện mà bầu cử mà phải nói là nó rình rang suốt hình như chắc cũng 2 tháng
truyền thông thế giới rồi mọi thứ cũng bu lên rất nhiều. Và thật sự là Dương Vi có thấy nó trở thành tiền đề của Miến Điện đó. Tức là giới tướng lĩnh đó, ăn cắp cái bản quyền đó, tức là ông Trump ông nói là bây giờ bầu cử vi phạm là phiếu giả này nọ đó. Rồi bây giờ giới tướng lĩnh Miến Điện mới dựa vào cái cớ đó bây giờ triển khai. Bên kia mấy ổng làm được kìa. Mấy ổng muốn lật đổ chính quyền làm được thì tụi mình làm được chứ không lẽ tụi mình không làm được. Cho nên là những giá trị dân chủ nhân quyền thối thối đó là bây giờ nó lan hết các nước khác mà tư duy cái đó là ăn hết. Tức là mày tư duy dân chủ thối thì tao cũng tư duy dân chủ thối. Cái y chang nhau hết. Còn gần đây thì mình thấy có cái vụ mà bầu cử đại biểu quốc hội thì nói chung là mấy anh dân chủ cụi thì cũng hăng say kiếm vài vé để vào trong quốc hội nhằm mục đích chắc cũng quậy, mình nói thật là cũng cũng gọi là quậy để tạo tiếng vang rồi chủ nghĩa dân túy ở nơi đó, câu like câu view rồi tạo ra mình là người vĩ đại, mình là một một cái con người có sức hút này nọ. Nhưng mà xin thưa, tư cách pháp nhân, tư cách cá nhân ban đầu mấy vị có chưa? Học hành trường lớp thì không bao nhiêu, học có cái bằng là tư vấn xây dựng thôi mà mấy bố ca lên là làm cái thứ này thứ kia. Tôi nói thiệt, cái tư vấn xây dựng là làm cái nghề gì mà vô trỏng mà đòi làm ngang với bộ trưởng hay là đòi chất vấn bộ trưởng? Trời đất ơi, bây giờ bộ trưởng bộ xây dựng với lại cái thằng tư vấn viên xây dựng, hai thằng đi nói chuyện với nhau là tôi thấy xàm lắm. Không biết là anh Dương Vi các bạn nghĩ sao chứ tôi thấy xàm cực kỳ. Trời ơi, một đứa lớp lớp 1 mà đi ngồi đi chất vấn, đội chất vấn cái ông học sinh đại học. Nó không có phù hợp chút nào hết. Rồi một cái anh bộ đội công an gì đó đã gọi là xé đảng xé cái thẻ đảng rồi, coi như không khoác lên mình một cái màu áo đó rồi, bây giờ lại tiếp tục ứng cử và mang cái tiêu chí là đại diện vai trò của người dân. Mà tôi không biết đại diện kiểu gì. Bây giờ anh nằm trong cơ quan, anh làm trong cơ quan, anh không chấp hành kỷ luật, bị người ta raise up cho anh nghỉ. Bây giờ anh đi dạy cho người khác là phải sống có kỷ luật. Anh dạy cho người khác sống phải có kỷ luật, kỷ cương, làm việc là phải nghiêm túc. Mình thấy là cái kiểu đó là À, Dương Vi cũng xin thông báo với Bùi Tùng với mọi người một điều cho mọi người yên tâm. Hiệp thương lần một ấy, thì người ta lập danh sách, hiệp thương lần hai làm hồ sơ và người ta thẩm tra lý lịch, sơ yếu lý lịch, làm hồ sơ rất là kỹ. Nếu mà ai đã có vết nhơ biết là người ta loại bỏ luôn. Đấy. Và sau hiệp thương lần hai đến hiệp thương lần ba người ta mới đưa ra dân và thống nhất là những người này ứng cử vào vị trí đại biểu hội đồng nhân dân huyện, xã, phường, tỉnh, đại biểu quốc hội thì người ta đồng ý hay không. Nếu mà không đồng ý, vị này có những cái vấn đề như thế này tồn tại quá khứ như thế này thì người ta loại tiếp đấy, nên tám dũng cô bé các thứ là không có cơ hội đâu. Nguyễn Quang A, Trần Quốc Khánh thôi nghỉ luôn. mà cũng 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 có một cái phần như thế này là Dương Vi có một phần như thế này à. Mấy anh dân chủ cụi cũng cũng gọi là khoác trên mình cái áo mà chống tiêu cực này nọ, nhưng mà thật sự mà nói nha, mấy mấy ảnh có thể là đứng trên cái phương diện mà đại biểu quốc hội nói cho mấy ảnh có nói được đi, nhưng mà thật ra mà nói nha, cho mấy ảnh giao mấy ảnh mà làm chức vụ giống như bộ trưởng hay là làm chức vụ trong nhà nước Bangkok làm được đâu. Tại vì Dương Vi biết sao, khi mà mình chê bai, mình phân tích hay mình chê bai người khác dễ lắm, cái đó dễ lắm, nhìn cái là biết à, nói à, ông nó tham nhũng kìa, ông nó nhận tiền kìa, ông này làm này kia dễ lắm. Nhưng mà bây giờ tới lượt ông á, ông vô ngồi trước đó đi, ông làm thử coi. Bây giờ ông làm qua bên cái ngành lập pháp á, ông vô vô trong nhà nước ông làm thử coi, ông quản lý coi, khoảng tập thể khoảng chừng 10 người thôi, một đống vấn đề, 1 triệu vấn đề chưa chắc đã làm được. Giải ngân thế nào, chọn người nào để làm dự án đó, cái việc đó phải làm đầu hay làm đuôi, không làm được đâu. Cho nên là cái xã hội luôn luôn là như vậy. Cái người mà phê bình đánh giá thì lúc dễ dễ để phê bình, dễ để nói xấu cái này nó kia dễ lắm, nhưng mà khi bắt tay mà làm á, bây giờ đích thân mà ngồi làm á, chắc gì đã làm được, chắc gì đã làm hay, chắc gì đã làm giỏi. Nhưng mà mình muốn nói như các bạn thấy là mấy cái anh mà tổng thống của các nước ngoài đó, nó đều là dân chủ nhân quyền á. Như là cái ông tổng thống, cựu tổng thống Pháp Sarkozy mới cũng cầm mấy vé tù rồi, bây giờ chuẩn bị vô cũng đếm kiến rồi đó. Mà trước kia thì cũng đặt tay lên trên cái hiến pháp nước Pháp, nói tôi xin xin thề trước quốc dân là tôi sẽ làm việc nghiêm túc vì nhân dân, cũng đặt tay lên hiến pháp đàng hoàng, cũng thề thốt làm đủ thứ hết rồi. Bây giờ đi tù mà chắc nghe nói như cũng giá hơi bị cao, hơi căng á, mà người thì cũng đuối rồi, sắp 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 lìa đời rồi ấy các bạn đây đấy.
Đấy, có bạn nói là lúc đó À, là thấy. là Huy, sáng trưa chiều tối Việt Nam Cộng Hòa là nỗi ám ảnh của người Cộng sản. 46 năm rồi người Cộng sản không ngừng lo về Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩ thì nói thế, kể chế Việt Nam Cộng Hòa này kia kia nọ, nhưng ngày nào cũng sợ hãi và hốt hoảng. Đúng là bản chất của người dân, người thiên đường xã hội chủ nghĩa. Ê, xin thưa với A Huy rằng á, chả phải sợ, chả phải lo. Ngày trước á, vũ khí không có, thậm chí ăn bo bo vẫn đánh cho cha ông của A Huy Nguyễn tụt quần đu càng bay ra nước ngoài, coi là sống lay lắt, sống như hành khất ở nơi đất khách quê người được. Mà A Huy, mà sự thật bây giờ cũng rất là nhiều hành khất ở tại California đó. Tôi cũng biết ông cũng rất là nhiều. Ở bên Dương Vi cũng có một số diễn đàn, tôi cũng có ông rất là nhiều. Ông nói bây giờ là ông kêu người dân là chống cộng sản. Được. Tụi tôi chịu á, nhưng mà với điều kiện nha. Ông về Việt Nam đi. Ông về Việt Nam, ông thật hoạt động cách mạng đi. Ông hoạt động trong trong nội đô thành phố hay là Sài Gòn hay là ngoài Hà Nội đi. Rồi ông kết nối người dân lại, ông kích động, ông bạo loạn đi. Làm được thì tôi đi á, nếu mà ông dám về Việt Nam, dám làm được tôi đi. Tại vì sao ông biết không? Tại vì những cái người mà lãnh đạo cao nhất như là Hồ Chủ tịch của chúng tôi hồi xưa cũng là những người phải 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 vào rừng vào núi đó, phải làm cách mạng theo cái kiểu là bí mật đó. Thì bây giờ ông nếu như ông muốn thực sự là làm cách mạng thì ông về nước nè, ông về nước rồi ông truyền bá, ông muốn nói gì ông nói, ông kết hợp được người nào kết hợp rồi khi người ta lật đổ chính quyền, giống như là những cái người mà lãnh tụ mà hồi xưa của tụi tôi đi. Tôi thấy được, tôi thấy cái đó là hợp lý. Chứ giờ ông ngồi ông đứng ở ngoài, ông nước Mỹ ông ngồi ông cứ sủa trăng sủa vơ thế này thì ai nghe? Nói thiệt bây giờ không ai nghe. Vấn đề là bây giờ ông ở bên đó rồi ông cứ sọ chuyện bên đây, mà trong khi ông không ở nước Việt Nam thì bây giờ tôi nói thiệt chứ cũng không không ai nghe. Tôi khuyên ông điều bây giờ ông thích về Việt Nam hoạt động cách mạng bí mật cũng được, hay làm cách gì cũng được, mình truyền bá internet rồi, hay là mình gặp người dân mình nói chuyện rồi mình câu kéo người ta biểu tình ở được, tôi thấy là được đấy. Chứ ngồi ngoài mà cứ gõ phím, ngồi ngoài mà cứ rủa thế này thì triệu năm nữa chắc cộng sản chắc đứt cái móng tay thôi. Triệu năm nữa chắc cộng sản đứt cái móng tay, chứ vì cộng sản thì tôi nghĩ chắc cũng khó. Thôi mình xin phép Đây, tạm biệt Tâm Quy con em ạ. phù hợp với câu còn của A Quy này. Dân tộc Việt Nam trên toàn thế giới có khoảng 100 triệu, trong đó đa số trên đất nước Việt Nam khoảng 96 triệu. Vậy một số người trong số khoảng 5 triệu đồng bào ở hải ngoại hiện không phải là đại diện cho nguyện vọng của dân tộc. Bên cạnh đó 96 triệu họ đã lựa chọn Đảng Cộng sản lãnh đạo, lựa chọn và xây dựng chế độ đất nước đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Và thực tế mô hình kinh tế này đã thực sự đưa Việt Nam phát triển nhanh chóng và bền vững, ổn định một xã hội ổn định về an ninh chính trị. Vậy thì tại sao lại phải thay đổi, đặc biệt một số người họ không đại diện cho nguyện vọng của dân tộc đó? Đặc biệt là ở đây có A Huy chả đại diện cho ai, chỉ đại diện cho Đào Minh Quân, nhưng mà quay ra đâm cha chém chú vì Đào Minh Quân không ra cái thể thống công đánh gì, chả đại diện cho ai cả. Có đại diện cho cái lợi ích riêng của nó này, nó khoe nó giàu đấy, nhưng mà nó có ủng hộ có giúp đỡ được ai đâu. Thôi mà mình có chút xíu ý kiến thôi, cho mình cho các anh Cảm chị ơn há, anh em tao dẻo đúng lên. nhé. Cảm ơn Cảm Dương Vi ơn nha. Cảm ơn Dương Vi. Cảm ơn Cảm ơn